thưa quý vị, dâng tế nỗi nhớ em. Thưa quý vị, bình thường quý vị theo dõi các đêm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang thì đều thấy là cái sự hỗ trợ lớn cho những người nghệ sĩ là một cái đóng góp rất là lớn của ban nhạc, đúng không ạ? Ban bệ rất là nhiều người để mà làm nên một ca khúc, một tác phẩm thành công để gửi đến tất cả quý vị trọn vẹn nhất và hay nhất. Như hôm nay quý vị thấy đấy, vẫn là những tác phẩm đấy, những bản phối quen thuộc đấy. Phú Quang được nổi tiếng là nhạc sĩ rất là khó tính, không được sai một nốt nào, kể cả phối khí luôn. Như hôm nay đấy, thay vào một ban bệ hàng mấy chục người thì anh Tú đây và anh Tùng đây đấy đã rất là vất vả để kiêm cái phần này, đúng không ạ? Em và anh Lê Tông như chị Hạnh cảm ơn hai anh rất là nhiều. Và sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức Nỗi Nhớ. Căn phòng đêm nay câm lặng,
ra ngoài nỗi nhớ. Đâu